Các xe đấu giá được trưng bày tại bãi giữ xe của trung tâm hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú. Ba ô tô được đưa ra đấu giá gồm ô tô con hiệu Toyota Land Cruiser mang băng kiểm soát 43A. 179 có giá khởi điểm là 1 tỷ 465 triệu đồng, ô tô con hiệu Toyota Land Cruiser mang băng kiểm soát 43A. 189 có giá khởi điểm 1 tỷ 465 triệu đồng, ô tô con hiệu Mercedes-Benz mang băng kiểm soát 43A. 304 có giá khởi điểm 940 triệu đồng. Để đảm bảo đấu giá thành công, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp trước 293 triệu đồng chiếc đối với ô tô con hiệu Toyota Land Cruiser mang băng kiểm soát 43A, 179 và ô tô con hiệu Toyota Land Cruiser mang băng kiểm soát 43A, 189. Ô tô con hiệu Mercedes-Benz mang băng kiểm soát 43A 304, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp trước 180 triệu đồng. Thời gian nhận hồ sơ đấu giá bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 đến hết 16 giờ 30 ngày 11 tháng 11 tại trụ công ty đấu giá hợp danh Hoàng gia chi nhánh Đà Nẵng. Được biết, ba xe ô tô đắt tiền được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đưa ra đấu giá lần này nằm trong bốn xe do doanh nghiệp liên quan đến Phan Văn Anh Vũ Vũ Nhôm biếu tặng. trong đó có ô tô hiệu Toyota Avalon, mang băng kiểm soát 43A29.999 do dân phòng thành ủy đứng tên, sử dụng cho nhu cầu công tác của bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã bị ban bí thư kỷ luật, cách chức.